Luận Đại trí độ quyển 90. Phẩm thứ 80: Thật tế kinh. Cái tu Bồ đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu chúng sanh rốt ráo bất khả đắc thì Bồ tát vì ai mà hành bát nhã ba la mật? Phật dạy: Này tu Bồ đề, Bồ tát vì thật tế mà hành bát nhã ba la mật. Này tu Bồ đề, nếu thật tế và chúng sanh tế sai khác nhau, thì Bồ Tát chẳng hành bát nhã ba la mật. Nhưng vì thật tế và chúng sanh tế chẳng sai khác nhau, nên Bồ Tát vì lợi ích chúng sanh mà hành bát nhã ba la mật. Này tu Bồ Đề khi hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát chẳng phá hoại thật tế mà còn kiến lập chúng sanh nơi thật tế. Này tu Bồ Đề Bạch Phật, Bạch Thế Tôn, nếu thật tế tức là chúng sanh tế thì Bồ Tát kiến lập thật tế nơi thật tế chăng? Bạch Thế Tôn, nếu kiến lập thật tế nơi thật tế thì như vậy là kiến lập tự tánh nơi tự tánh. Đúng lý ra thì chẳng có thể kiến lập tự tánh nơi tự tánh vậy. Bạch Thế Tôn, khi hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát làm sao kiến lập chúng sanh nơi thật tế? Phật dạy, này tu Bồ Đề, thật tế chẳng thể kiến lập nơi thật tế, tự tánh chẳng thể kiến lập nơi tự tánh. Này tu Bồ Đề, này Bồ Tát hành bát nhã ba la mật, dùng lực phương tiện mà kiến lập chúng sanh nơi thật tế. Vì sao? Vì thật tế chẳng các chúng sanh tế, Thật tế và chúng sanh tế là chẳng phải hai chẳng phải khác. Ngày tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn khi hành bát nhã ba la mật. Bồ Tát dùng lực phương tiện như thế nào để kiến lập chúng sanh nơi thật tế mà chẳng hoại thật tế? Phật dạy, ngày tu Bồ Đề khi hành bát nhã ba la mật. Bồ Tát kiến lập chúng sanh nơi bố thí nói rằng bố thí là rốt giáo không trước sau và trọng giữa đều không có nghĩa là người thí cũng không người thọ cũng không tài vật đem ra bố thí cũng không quả báo bố thí cũng không Bồ Tát lại dạy chúng sanh rằng hỡi các người ở nơi thật tế hết thảy pháp đều bất khả đắc các người chớ nên nghĩ rằng người thí người thọ tài vật thí quả báo bố thí sai khác nhau nếu các ngươi chẳng thấy có sự khác biệt như vậy thì bố thí mới có được vị cam lồ. Được quả vị cam lồ là do bố thí mà chẳng có chấp sắc, chẳng có chấp thọ tưởng hành thức vậy. Vì sao? Vì bố thí là tự tướng không, người thí cũng không, người thọ cũng không. Tài vật đem ra bố thí cũng không, quả báo bố thí cũng không. Ở trong không mà bố thí, thì bố thí là bất khả đắc, người thí bất khả đắc, người thọ bất khả đắc, tài vật thí bất khả đắc, quả báo bố thí bất khả đắc, vì sao? Vì các pháp rốt ráo là tự tánh không vậy. Lại nữa, này tu Bồ đề, khi hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát dạy chúng sanh tu trì giới xả bỏ sát sanh, dẫn đến xả bỏ tà kiến, vì sao? Vì tất cả các pháp đó đều là tự tánh không. Này tu Bồ đề, Bồ Tát dùng lực phương tiện thành tựu chúng sanh, nói với họ về các quả báo bố thí và trì giới, rồi lại nói với họ các quả báo bố thí và trì giới đều là tự tánh không nếu nghe được tánh không như vậy mà chẳng chấp thì tâm chẳng tán loạn dẫn đến sẽ sanh trí huệ có trí huệ sẽ đoạn được hết thảy phiền não tập khí dẫn đến sẽ nhập vô dư niết bàn nói như trên đây là nói pháp thế tục chẳng phải là đẹp nhất nghĩa vì sao vì trong tánh không thì chẳng có diệt cũng chẳng có pháp bị diệt vào được các pháp rốt giáo không cũng tức là vào được niết bàn rồi vậy lại nữa, này tu Bồ Đề, Bồ Tát thấy chúng sanh phiền não sân hận, liền nói với họ rằng, người hành nhẫn nhục thường được an vui vì sân hận là tự tánh không. Bồ Tát lại nói với họ nên suy nghĩ rằng tánh sân từ đâu mà có, người sân là ai, do đâu mà sân, vân vân. Bồ Tát lại dạy cho chúng sanh biết hết thảy pháp đều là tánh không. Ở trong tánh không thì chẳng có tánh không, thì chẳng có tánh sân, chẳng có pháp sân, chẳng có cười sân, như vậy này tu Bồ Đề khi hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát dùng lực phương tiện kiến lập chúng sanh nơi tánh không, thứ lớp khai thị cho chúng sanh, khiến họ được lợi ích, được an vui, dẫn đến được vô thượng Bồ Đề. Nói như trên đây là nói Pháp Thế Tục, chẳng Pháp là đẹp nhất nghĩa. Vì sao? Vì trong tánh không thì chẳng có người đắc, chẳng có Pháp đắc, chẳng có chỗ đắc. Này tu Bồ Đề, đây là tánh pháp tánh thật tế không bồ tát vì chúng sanh hành pháp ấy mà vẫn biết rõ chúng sanh là bất khả đắc vì sao vì hết thảy pháp đều ly chúng sanh tướng vậy lại nữa này tu bồ Đề khi hành bát nhã ba la mật bồ tát dùng lực phương tiện thấy chúng sanh giải đãi liền dạy họ thân tâm tinh tấn nói với họ rằng hỡi các ngươi trong tánh không chẳng có pháp giải đãi chẳng có người giải đãi chẳng có sự việc giải đãi vì sao vì hết thảy pháp đều là tánh không các người phải giữ thân tâm tinh tấn chớ nên giải đãi có như vậy mới sanh được các thiện pháp như là bố thí chỉ giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí huệ thiền giải thoát tà muội bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo ba môn giải thoát dẫn đến 18 bất cộng pháp các người chớ nên giải đãi vì sao vì trong tánh không chẳng có tướng chứa ngại trong pháp chẳng chứa ngại vô ngại pháp đó cũng chẳng có pháp giải đã chẳng có người giải đãi như vậy này tu bồ đề khi hành bát nhã ba la mật bồ tát dạy chúng sanh khiến họ an trú trong tánh không chẳng rơi về hai pháp vì sao vì tánh không là chẳng phải hai chẳng phải khác chẳng có hai pháp là chẳng có chỗ trước vậy lại nữa này tu bồ đề khi hành vô tánh bát nhã ba la mật Bồ Tát dạy chúng sanh tinh tấn, nói với họ rằng các ngươi phải siêng năng tinh tấn, hành bố thí chỉ giới nhẫn nhục tinh tấn, thiền định trí huệ, thiền giải thoát tam hội, bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo, ba giải thoát môn, mười phật lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại trí, lại từ đại bi dẫn đến mười tám bất cộng pháp. Cả người chớ nên niệm hai tướng, nhị tướng và cũng chẳng nên niệm không hai tướng, bất nhị tướng. Vì sao? Vì pháp tánh là tướng không. Ở trong tánh không thì chẳng nên dùng hai tướng để niệm, cũng chẳng nên dùng không hai tướng để niệm vậy. Như vậy, này tu bồ đề khi hành bát nhã ba la mật, dùng lực phương tiện để thành tựu chúng sinh, dạy cho họ lần lượt, được quả tu đà hoàn, quả tư đà hàm, quả a hàm, quả a la hán, quả bích Chê phật, nhập vào bồ tát vị, dẫn đến được vô thượng bồ đề lại nữa, này tu Bồ Đề, khi hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát thấy chúng sanh tâm loạn, liền dục lượng phương tiện làm lợi ích cho họ, nói với họ rằng, các người phải nên tu thiền định, chớ nên sanh loạn tưởng, phải nên tu cho được nhất tâm. Vì sao? Vì pháp tánh là thường không, ở trong tánh không thì chẳng có pháp để được, khả đắc, dùng loạn hay tịnh. Các người phải nên an trú trong tao muội khi tác nghiệp ở thân khẩu ý, khi hành bố thí chỉ giới nhẫn nhục tinh tấn, thiền định trí hoạn khi hành bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo khi hành ba giải thoát môn mười vật lực đại tử đại bi dẫn đến mười tám bất cộng pháp các người chớ nên dùng hai tướng để tưởng niệm vì pháp tánh là thường không vậy như vậy này tu bồ đề khi hành bát nhã ba la mật bồ tát dùng lực phương tiện giáo hóa chúng sanh khiến họ lần lượt được các quả thanh văn quả bích chi phật dẫn đến được quả vô thượng bồ đề bồ tát dùng lực phương tiện làm lợi ích chúng sanh nên từ sơ phát tâm chọn chẳng hề giải đãi thường cầu các thiện pháp lợi ích cho chúng sanh đi từ cõi phật này đến cõi ngoài khác để cúng dường chư phật theo chư phật nghe pháp trải qua vô lượng kiếp bồ tát xào bỏ thân này lại thọ thân khác mãi cho đến khi được vô thượng bồ đề mà chọn chẳng hề quên bỏ hạnh nguyện vì lợi ích chúng sanh bồ tát cầu nhất thiết trùng trí nên tu học hết thầy các đạo từ thanh văn đạo bích chi phật đạo dẫn đến phật đạo Bồ Tát trú trong thiền định dùng lực thần thông và trong năm đạo sanh tử để làm lợi ích cho chúng sanh. Lại nữa, này tu Bồ Đề, Bồ Tát hành bát nhã ba la mật an trú trong tánh không, dùng lực phương tiện làm lợi ích chúng sanh nói với họ rằng: Hỡi các người, phải quán hết thảy pháp đều là tánh không. Khi làm các nghiệp thần khẩu ý, các ngươi phải hướng về tánh không. Có như vậy mới thọ được vị cam lồ, mới hít được quả vị cam lồ. Các người trở nên thối chuyển vì sao? Vì trong tánh không chẳng có pháp thối chuyển cũng chẳng có người thối chuyển. Tánh không chẳng phải là pháp cũng chẳng phải là phi pháp vì là vô sở hữu vậy. Này tu Bồ Đề khi hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát tự hành mười thiện đạo, năm giới, tám quan trai giới cũng dạy người khác hành các pháp đó. Tự hành bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô xác định, ba mươi bảy phẩm trợ đạo, mười phật lực, mười tám bất cộng pháp, dẫn đến tự hành 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, cũng dạy người khác hành các pháp đó. Bồ Tát tự mình tu được các quả thanh văn, quả bích chi phật, sanh trí hoại mà chẳng chú trong các quả đó, cũng dạy người khác như vậy. Bồ Tát tự mình tu được vô thượng Bồ Đề cũng dạy người khác tu được như vậy. Ngày tu Bồ Đề Bạch Phật, Bạch Thế Tôn, nếu Pháp tánh là thường không, thì trong đó chúng sanh là bất khả đắc, Pháp và phi Pháp cũng là bất khả đắc. Như vậy Bồ Tát làm sao cầu được nhất thiết trùng trí? Phật dạy, đúng như vậy, đúng như vậy. Này tu Bồ Đề, đúng như lời ông nói, Pháp tánh là thường không, trong tánh không đó chúng sanh là bất khả đắc, Pháp và phi Pháp cũng bất khả đắc. Này tu Bồ Đề, nếu Pháp tánh chẳng phải là không, thì Bồ Tát chẳng thể y nơi Pháp tánh không mà được vô thượng Bồ Đề. Và vì chúng sanh nói Pháp tánh không, này tu Bồ Đề sắc là tánh không, thọ tưởng hành thức cũng là tánh không. Khi hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát vì chúng sanh thuyết pháp, nói năm ấm 12 nhập 18 giới đều là tánh không, nói bốn thiền bốn vô lượng tâm, bốn vô xác định đều là tánh không, nói 37 phẩm trợ đạo, ba giải thoát môn, tám bối xả, chín thứ đệ định, 10 Phật lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại trí, 18 bất cộng pháp. Đại từ đại bi dẫn đến 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp cũng đều là tánh không cả. Nói rộng ra, tất cả các pháp ở nơi thế tục đế cũng như, như ở nơi trần đế đều là tánh không. Này tu bồ đề tánh không đó chẳng phải thường, chẳng phải đoạn, chẳng có chỗ trú, chẳng từ đâu đến, chẳng đi về đâu. Này tu bồ đề nói pháp có tướng trú, nhưng thật ra ở trong đó chẳng có pháp, chẳng có trú, chẳng có tập tán, chẳng có tăng giảm, chẳng có sanh diệt chẳng có cấu tịnh, đây là pháp tướng. Bồ tát an trú trong các pháp tướng ấy, phát tâm vô thượng Bồ đề mà chẳng thấy có chỗ phát tâm, chẳng thấy có phát tâm, chẳng thấy có chú tâm, đây gọi là pháp chú. Khi hành bát nhã ba la mật, Bồ tát thấy hết thảy đều là tánh không nên chẳng thối chuyển tâm vô thượng Bồ đề. Vì sao vị Bồ tát chẳng thấy có pháp chướng ngại tánh không? Trong tánh không đó chẳng có chúng sinh, chẳng có ngã, chẳng có nhân, chẳng có thọ giả dẫn đến chẳng có chi giả, chẳng có kiến giả. Trong tánh không đó, thì sắc thọ tưởng hành thức đều bất khả đắc, dẫn đến 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp cũng đều là bất khả đắc. Này tu bồ đề ví như Phật hóa ra các chúng tỷ kheo, tỷ kheo ni, yêu bảo tắc, yêu bà di, rồi vì bốn chúng đó thuyết pháp cho ngàn vạn ước kiếp mà chẳng dứt. Ý ông nghĩ sao các hóa chúng đó có được đắc quả tu đà hoàn, dẫn đến có được đắc quả vô thượng bồ đề chăng? Này tu bồ đề bạch Phật. Bạch Thế Tôn chẳng đắc vậy Vì sao? Vì bốn hóa chúng chẳng có căn bản thật sự Hết thảy các pháp đều là tánh không Cũng chẳng có căn bản thật sự Cũng chẳng thật có Như vậy, các hóa chúng đó làm sao có thể đắc quả tu đà hoàn Dẫn đến có thể đắc quả vô thượng bồ đề được Phật dạy này tu bồ đề cũng như vậy, các pháp đều là không, mà chúng sanh điên đảo chất là có. Này Bồ Tát muốn đưa chúng sanh ra khỏi điên đảo, nên vì họ nói pháp không điên đảo. Thế thảy các pháp đều là nhất tướng, nhưng do chấp mà khởi ra có nhiều điên đảo vậy, ít có ai chẳng điên đảo. Ở nơi chỗ không điên đảo, chẳng có ngã, chẳng có chúng sanh, dẫn đến chẳng có chi giả, chẳng có kiến giả, ở nơi đây cũng chẳng có sắc thọ tưởng hành thức, chẳng có 12 nhập, 18 giới dẫn đến chẳng có vô thượng bồ đề. Vì sao? Vì hết thảy pháp vốn là tự tánh không, Bồ Tát chú trong tánh không ở ngay nơi tướng chúng sanh điên đảo mà độ thoát chúng sanh, ra khỏi tướng điên đảo, ra khỏi các pháp hữu lậu, an chú chúng sanh trong pháp vô lậu. Này tu Bồ Đề, pháp tướng vô lậu cũng chẳng sao bằng được đệ nhất nghĩa tướng vì sao? vì đệ nhất nghĩa tướng là vô tác vô vi vô sanh vô tướng vô thuyết vậy. đây cũng gọi là tánh không cũng gọi là Phật đạo vậy. ở nơi đây chúng sanh bất khả đắc sắc thọ tưởng hành thức bất khả đắc dẫn đến tám mươi vẻ đẹp cũng bất khả đắc. vì sao? vì thật tướng pháp tức là tánh không. Bồ Tát vì tánh không mà cầu vô thượng bồ đề tánh không đó trước sau và chặng giữa đều là thường không bồ tát hành vô tánh bát nhã ba la mật vì chúng sanh chấp tướng mà cầu đạo trùng trí nhằm độ thoát họ ra khỏi các chất vậy khi cầu đạo trùng trí bồ tát khắp học các đạo từ đạo thanh văn đạo bích chi phật dẫn đến đạo bồ tát bồ tát học đầy đủ các đạo để độ thoát chúng sanh ra khỏi các tà kiến chấp rồi tùy theo thọ mạng mà được vô thượng bồ đề Ngài Tu Bồ Đề ở quá khứ, ở hiện tại cũng như ở vị lai, đạo của chư Phật trong khắp mười phương là tánh không. Rời tánh không thì ở thế gian chẳng có đạo, chẳng có quả. Bởi vậy nên phải gần gũi chư Phật, nghe chư Phật thuyết về pháp tánh không và hành pháp ấy, mới chẳng mất nhất thiết trùng trí. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật. Bạch Thế Tôn chư Đại Bồ Tát hành pháp tánh không như vậy, mà chẳng phá hoại tướng của tánh không, đó là vì sắc chẳng khác tánh không thọ tưởng hành thức chẳng khác tánh không dẫn đến vô thượng bồ đề chẳng khác tánh không phật dạy này tu bồ đề sắc tức là tánh không tánh không tức là sắc dẫn đến vô thượng bồ đề tức là tánh không tánh không tức là vô thượng bồ đề này tu bồ đề nếu sắc khác với tánh không dẫn đến vô thượng bồ đề khác với tánh không thì bồ tát chẳng có thể được nhất thiết trùng trí vì sắc chẳng khác tánh không dẫn đến vô thượng bồ đề chẳng khác tánh không nên bồ tát biết hết thể pháp mà phát tâm cầu vô thượng bồ đề vì sao vì ở trong đó chẳng có pháp gì là thật là thường cả chỉ vì phàm phu chấp năm ấm chấp có tướng năm ấm chấp có nội vật có ngoại vật mà phải thọ lại thân năm ấn ở đời sau khiến chẳng thể thoát ra khỏi sanh già bệnh chết yêu bì khổ não và phải qua lại trong năm đạo chúng sanh bởi nhân duyên vậy nên Bồ Tát hành vô tánh bát nhã ba la mật chẳng hoại sắc tướng, cùng hết thầy pháp tướng. Dù là không, dù là chẳng phải không, bất không. Vì sao? Vì tướng sắc tánh không chẳng hoại sắc dẫn đến tướng vô thượng bồ đề tánh không chẳng hoại vô thượng bồ đề Ví như hư không chẳng hoại hư không, cũng như vậy nội hư không và ngoại hư không chẳng phá hoại lẫn nhau. Như vậy, Ngài tu bồ đề sắc chẳng hoại tướng sắc không, tướng sắc không chẳng hoại sắc. Vì sao? Vì hai pháp chẳng có tánh. Vì không là chẳng phải không, vì không. Dẫn đến vô thượng bồ đề cũng là như vậy. Ngài tu bồ đề bạch Phật, bạch Thế Tôn. Nếu hết thảy pháp đều là không, là vô phân biệt, thì vì sao Bồ Tát từ sơ phát tâm đã phát nguyện phát nguyện, tôi sẽ được vô thượng bồ đề. Bạch Thế Tôn nếu có phân biệt các Pháp thì chẳng thể có được vô thượng Bồ Đề chăng? Phật dạy, đúng như vậy, đúng như vậy. Nấy tu Bồ Đề, Bồ Tát hành hai tướng, chẳng thể có được vô thượng Bồ Đề. Nếu chẳng dùng hai tướng để phân biệt các Pháp thì mới có thể có được vô thượng Bồ Đề. Bồ Đề chẳng có hai tướng, chẳng có hoại tướng. này tu Bồ Đề, hành Bồ Đề, là chẳng phải nơi sắc mà hành, chẳng phải nơi thọ tưởng hành thức mà hành, dẫn đến chẳng phải ở nơi bồ đề mà hành vậy. Vì sao? Vì sắc tức là bồ đề, bồ đề tức là sắc, sắc và bồ đề là chẳng hai, chẳng phân biệt, dẫn đến đến 18 bất cộng pháp cũng là như vậy. Hành bồ đề là chẳng phải vì thủ mà hành, cũng chẳng phải vì xả mà hành. Ngài tu bồ đề bạch Phật, Bạch Thế Tôn nếu chẳng phải vì thủ cũng chẳng phải vì xả mà hành Bồ Đề thì Bồ Tát hành ở chỗ nào? Phật dạy, này tu Bồ Đề ý ông nghĩ sao? Như người hóa do Phật biết hóa ra hành Bồ Đề ở chỗ nào? Hành trong thủ hay hành trong xả? Ngài tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, chẳng hành trong thủ cũng chẳng hành trong xả. Phật dạy, này tu Bồ Đề cũng như vậy, Bồ Tát hành Bồ Đề chẳng phải ở trong thủ cũng chẳng phải hành trong xả mà hành vậy. Này tu Bồ Đề ý ông nghĩ sao ở trong mộng? A La Hán hành Bồ Đề ở chỗ nào? Hành trong thủ hay hành trong xả Ngài tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn chẳng vậy, chẳng phải ở trong thủ cũng chẳng phải ở trong xả Vì sao? Vì A La Hán rốt giáo chẳng có ngủ thì làm sao có hành Bồ Đề ở trong mộng, có hành ở trong thủ hay trong xả được? Phật dạy, này tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Tát hành vô thượng Bồ Đà cũng là như vậy Chẳng phải ở trong thủ mà hành, cũng chẳng phải ở trong xả mà hành Đây là chỗ gọi là hành trong sắc dẫn đến hành trong nhất thiết trùng trí Ngài tu Bồ Đề Bạch Phật, Bạch Thế Tôn như vậy Bồ Tát chẳng hành mười địa, chẳng hành sáu pháp ba la mật Chẳng hành bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo Chẳng hành nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không chẳng hành các thiền định giải thoát tác muội chẳng hành mười phật lực dẫn đến tám mươi vẻ đẹp chẳng chú năm thần thông chẳng thanh tịnh phật độ chẳng thành tựu chúng sanh mà có được vô thượng bồ đề chăng phật dạy đúng như vậy đúng như vậy này tu bồ đề đúng như lời ông nói bồ tát hành bồ đề là chẳng chỗ hành vô hành xứ thế nhưng nếu chẳng đầy đủ mười địa sáu pháp ba la mật dẫn đến tám mươi vẻ đẹp nếu chẳng thượng xả pháp chẳng lầm pháp chẳng đầy đủ các pháp thì chọn chẳng thể có được vô thượng bồ đà bởi vậy nên bồ tát chú trong tướng của sắc trong các tướng của thọ tưởng hành và thức dẫn đến trong tướng của vô thượng bồ đà mới được đầy đủ mười địa dẫn đến được vô thượng bồ đà tướng ấy thường tịch diệt vì chẳng có pháp nên chẳng có tăng giảm, chẳng có cấu tịnh mà có thể được đạo được quả. Đây là vì thế tục đế mà nói Bồ Tát được vô thượng Bồ Đề, chẳng phải là đệ nhất nghĩa đế vậy. Vì sao? Vì trong đệ nhất nghĩa, chẳng có sắc dẫn đến chẳng có vô thượng Bồ Đề, cũng chẳng có người hành vô thượng Bồ Đề. Tất cả các pháp nói ra đều vì thế tục đế chẳng phải là đệ nhất nghĩa đế vậy. Này tu Bồ Đề, từ sơ phát tâm đến nay, Bồ Tát hành vô thượng Bồ Đề. Mà Bồ Đề chẳng có tăng, chúng sanh chẳng có giảm, Bồ Tát cũng chẳng có tăng giảm. Này tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao nếu người lúc ban đầu được đạo chú trong vô gián ta muội thành tựu được các căn vô lậu, được các quả thanh văn, thì người ấy có chỗ sở đắc là mộng, là tâm, là đạo, là đạo quả chăng? Ngài tu Bồ Đề bạch Phật, bạch thế tôn chẳng có chỗ đắc vậy. Phật dạy, này tu Bồ Đề làm thế nào biết được người đắc đạo A-la-hán? Ngài tu Bồ Đề bạch Phật, Bạch Thế Tôn, vì thế tục đế nên phân biệt gọi là Đạo An Đa Hán. Phật dạy, đúng như vậy, đúng như vậy. Này tu Bồ Đề, vì thế tục đế nên phân biệt gọi là Bồ Tát, gọi là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức, dẫn đến là nhất thiết trùng trí. Trong Bồ Đề chẳng có pháp khả đắc, chẳng có pháp tăng hay giảm, vì pháp tánh là không vậy. Các pháp tánh là không là bất khả đắc nên chẳng có tâm sơ điện, dẫn đến chẳng có tâm thập điện, chẳng có sáu pháp ba la mật, chẳng có 37 phẩm trợ đạo, chẳng có ba tam muội không vô tướng và vô tác, dẫn đến chẳng có hết thảy Phật pháp vì đều là vô sở hữu. Như vậy này tu Bồ đề, Bồ Tát Ma Ha Tát hành vô thượng Bồ đề, được vô thượng Bồ đề cũng chỉ vì lợi ích chúng sanh vậy. Luận ở phẩm trước ngài tu Bồ đề hỏi, nếu các pháp đều là không thì làm sao lại có năm đạo chúng sanh có thiện ác được? Ở phẩm này ngài lại hỏi, nếu chúng sanh bất khả đắc thì Bồ Tát vì ai mà hành bát nhã ba la mật? Theo trên đây thì ý ngài tu Bồ Đề muốn nói rằng Bồ Tát vì muốn độ chúng sanh nên hành bát nhã ba la mật. Ý Phật muốn nói rằng chúng sanh là bất khả đắc là hư vọng chẳng thật có, nên Bồ Tát vì hết thảy Phật pháp mà hành bát nhã ba la mật. Vì thật pháp tức là thật tế, vì chúng sanh tế cũng tức là thật tế vậy hỏi chư phật thấy chúng sanh khổ não muốn độ thoát chúng sanh mà phát tâm phát đại bi tâm này sao lại nói vì thật tế mà phát đại bi tâm đáp từ khi sơ phát tâm bồ tát thấy chúng sanh chìm đắm trong khổ đau muốn diệt các khổ của chúng sanh mà phát đại bi tâm bồ tát biết rõ các khổ sanh già bệnh chết làm cho thâm tâm chúng sanh bị suy não muốn tận diệt các khổ thì phải tận diệt các nguyên nhân sanh ra khổ như Phật đã dạy trong 12 nhân duyên, trong 12 nhân duyên hai chi cuối cùng là sanh và giả chết. Hỏi hết thảy chúng sanh đều biết rõ sanh là nhân duyên khổ. Như vậy Bồ Tát có thấy gì khác hơn chăng? Đáp, chúng sanh thật sự chẳng biết được rằng do có sanh mới có khổ. Nếu gặp khổ, phạm phù chỉ oán thận người đem khổ đến cho mình mà chẳng biết rằng do mình có sanh tâm mới có sanh thân và do có thân nên mới có khổ. Chúng sanh cứ mãi tăng trưởng các kiết sử lớp lớp sanh pháp mà chẳng biết rằng sanh tâm như vậy mới là tránh nhân của khổ. Nếu chẳng bị mắng nhiếc đánh đập đầm chém, chẳng bị các nạn đói rét binh đao thì cũng vẫn phải bị các khổ giả bệnh chết. Bởi vậy nên phải tự xét mình từ đâu sanh về đây do nhân duyên gì mà phải thọ thân này. Phải biết rằng đã có thân là có khổ, đã có sanh pháp thì phải có diệt pháp, có sanh thì phải có giả, có bệnh dẫn đến có chết. Xanh giả bệnh chết đều là nguyên nhân khổ Ví như cây cỏ này còn xanh tươi Nhưng rồi đây cũng sẽ bị tàn úa Sẽ bị chết khô vậy Bồ Tát biết rõ các nhân duyên xanh khổ Dạy chúng sinh truy tìm các nguyên nhân xanh khổ Đó là ba hữu gồm Dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu Do nhân duyên có ba hữu mà khởi ra có bốn thủ Đó là ái thủ, dục thủ, kiến thủ và giới thủ Tất cả đều do ái chấp và ngã chấp sanh ra Do ái chấp mà phiền não càng lâu càng tăng trưởng, khởi ra các nghiệp Do nhân duyên bốn thủ mà khởi thành bà thọ, đó là khổ thọ, lạc thọ và xả thọ